Em ơi, chị là toán nhỉ? Dạ. Chúng dạy qua biết bữa. Con giúp bữa. Đồ qua chơi. Ấy, mới đi. Cũng là lục rồi. Ấy, cũng là lục rồi. Lục bụi bà vô. Ở qua đây bụi gì ra? Bà vô hết. Chết hơn là. Rất là gì chứ? Bữa hơn là. Đi qua leo cái máy bay qua anh. Khen. Giỏi quá ta. Khen mà. Bữa chân bói. Chúc mày cầm cái đó. Gì vậy? Ừ. Cái đó nữa. Đi dạy hôm nay nè kì. Cái bình hoa đi về không vậy? Tôi tin bị sao? Đi đi cái bầu không gì đi, 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 đi về, đi tin rồi. Đúng rồi. Con đi nào. Ừ. Rồi đổ đắp cho rồi. Thảo nghĩ luôn á. Đắp rồi mà đắp. Khen ba nè. Để đắp, để cho nó này. Chị. Đem bình hoa gì thôi, cây hoa gì thôi. Cây nữa. Ừ. Mày. Mày đây. Mày mày. Không ghé mà nói thế tao. Thế khi nó lật gì mà không kịp tha có chị ơi là chị. Em nập cản. Ừ. Ô đồ đẹp rồi thà. Anh ăn cho ăn bà không biết nập nên bà mẹ có ăn cái bầu vô cái tâm. Cái đó em chưa có sức kịp mà bây giờ lòng sang một cái chỏ một cái mềm rồi chị biết đó. Chỏ nữa. Họ nó mình chỏ nó đó. Đi trước đi. Chỏ lòng. Chỏ viên anh hả? Em viên cái nấu á mà. Đây là cô Hạnh và cô Hiền đang đang làm gì vậy? Hả? Cô Hạnh đang vậy đó, không phải giống đang làm gì vậy? Nè, hai cô giỏi quá trời luôn. Có cậu nào có dùm, có thấy cái kêu ô điệp ghé sẽ làm cái là cậu hay bánh xe sữa gì đó. Nghe cái em tao bay. Không đúng nè. Làm gì làm gì? Ta nhìn lên tí được chứ. Nó cứ bận mà nó quay qua. Đi ngủ cái gì á? Đi. Nên nó làm nên nó ngủ. Giờ đi ngủ. Hạnh đang làm gà. Đang giải cái kia đồ đi ngủ trời. Vô duyên quá à. Làm ra mượn em á. Sao nó mới chạy. Mượn em giờ, mượn em già rồi ai quay. Chó đâu mượn em còn trẻ mà ông. Mượn em không có bố cái lưới nào mà cái ông mà cửa chài đi kiếm ra mượn. Chó đâu, ở ốc vô lá. Không. Mười năm nó qua nhiều hôm rồi. Dạ, ông bỏ đây cho đi thôi sao bà kể đủ cái chuyện sao tôi ngủ qua tôi vừa ngủ qua tôi ngủ được cắm qua đây mà không mười mười năm mà con ghé thằng thù nó vô nó dọn nhà thừa trển rồi ấy là mấy đứa dọn bằng thừa hết em kêu chạp nữa làm sang cái đây là em bác đàm lên là em lau nhòa mà anh làm kêu thôi bà đi đi để nó nhờ tôi lau cho thứ gì đó. Ủa, anh thu vô rồi hả? Làm cái thứ gì nè mẹ lau giường thu nó lạnh trời mẹ em có tất nhiên mà đứng khăn rồi cũng chối mình nói nữa. Ủa mà mẹ là chắc em không đứng không có chỗ nào chắc em chạy biết chứ không được đứng á. Cũng thật niên nha. Cũng thật niên rồi cũng có thể. Bây giờ mẹ ăn đi. Có thể thưởng á. Thưởng. Đậu quả mà rồi muốn nhỏ còn hả đợi. Sao nhỏ con cái đâu. Đậu quả không nhỏ á. Thôi kéo con khách. Quay cậu Nam này, cậu Nam nhiều ăn phim á. Cậu á. Con quay mà coi như cậu với Dưỡng luôn. Kể mà cái ông nào mập ra là con là con quay để coi biết nó kiểu gì đó. Ghét chuyện thế vô băng tàu phẩm nó em mệt. Khui cái là mò lên chết đi. Thôi để giường bố khui. Lên quay lên. Con bà đó. Cái lo anh tái là còn đi nữa. Còn nó nghỉ phè mình nữa cho con.
Đi ra đây là phép mình. Hồ tôm là có người đi qua làm quan gì đó là coi chưa? Còn biết thầy chưa? Chưa hết cuộn nước vậy luôn á. Đó là mà bên bi thì bỏ lô lạ trời. Nếu mà lên trước sao? Làm khóc qua mìm chục lô nó đâu. Đường. Ngay gần thấy chỗ mưa mà ông làm cái đường gì? Không phải đường đâu. Tức là quý bon mới bon đổ đất đỏ ý là bài chạy không, xe là mới vừa rồi ông không lên đàn tôi đi xe gì nè, nó lớn tưng rồi. Không phải đường đâu. Cái đứa đó là thằng My á, thì gần tới là nó về trên trên mà giữa. Mới vừa rồi mới đi tắt liền cái là đó. Lo ăn cứ vô vô. Không, bon là xe lâu lâu. Lâu rồi. Đường từ đến lâu rồi sao mà. Đây vừa rồi đi. Chỗ là e chứ còn tôi nói nhỏ là ông đi làm mà dám đi đi xe nó đi chân ra chứ còn cầu đi má ba không được mà lên cái gì mà dám sao hao rồi cha tôi chuột rồi làm này các bạn tát mà đúng sẵn e ra cái này không liên gì vậy cái thằng nó đưa con bé này tôi mới vừa rồi chưa tôi về xe thằng tính tôi điện nó ra về nên giờ đừng tôi điện hả từ điện ở đâu đó ta điện nó cấp điện sai bộ đó đâu là kiểu hộ tổng đó à điện một trăm đồng tầng mà tôi nghe đây thì không chính cho tức là 10 giờ trên đêm đó tức là thằng con ướp chợ nhờ dân quá mình nó phụ không nó cũng sợ cho nó cặn chỗ xe tại này nó chú con do mà có đường ngon là cái chiều đó là nó biết được ngon lắm thế à thế à bà chú được đừng có đỡ chú đỡ vô bệnh viện nhưng mà vô trên tay cầu tôi nói chú có đường đi ngon hơn đường mà nhỏ thấy nó vừa thấy mà vừa quá ngon nữa tại sao đâu thấy chưa anh mình mới đi về không má vũ vô là lấy xe đi chưa cũng mình đâu ấy mà nó là băng có gì nữa mà nó này nó bỏ bánh xe nữa má xe đi đi để chú Hồng á không vừa nó chung chưa mà nó bữa nay cho mày vô mới không vừa ai ra quá anh? Anh có là xoay đâu đâu mà. Đó. Không nát quá rồi. Trời ơi. Xoay chưa chưa. Xoay chưa chưa nghe sao mà. Nãy tôi hỏi anh gì chưa rồi. Cái gì không biết trời. Lại lên nhớ là kêu nhà mẹ với chung. Rồi ngày nay bữa nay nè. Nay với chung nè. Công bác là đâu? Công bác là quay đứng đầu phim. Không mày mày cũng nói là bạn bè của Dương Bốn. Anh em của Dương Bốn nói vậy nó mới vô hệ được chứ. Nó vậy mới vô hệ nó. Cái này là từ cái nhà Dương Bốn nè. Bây giờ người này là ai? Giới thiệu đi. Dư. Dư hả? Dư em rể, em giữa Dương Bốn. Em rể Dương Bốn hả? Giới thiệu đi. Này Dương Bốn nè. Nhưng mà anh mà năm nay cũng phát tài mầm cho anh á. Đây Dương Hai. Qua ra ngoại trước. Cái này là cẳng. Cưỡng giò qua ra ngoại đi. Chưa chín không? Cái này là con sâu hồng quay đi quay đúng rồi đây sao qua mình nói qua con chú hồng qua ông ngoại vô như cậu tám rồi bỏ cậu bỏ dưỡng lái rồi á dưỡng đặc biệt là quay đi biết bỏ dưỡng mình không quay vô quay đi mà đầu nó cũng luôn đầu luôn gió tiểu phim đó mà qua cho ông ngoại này dưỡng bốn cậu nam á nhưng mà chưa hai còn thiếu một cái nữa và chị em